mất ngay nếu còn trồng cây kim tiền ở vị trí này, kẻo rước đại họa vào thân, tiền vàng đội nón già đi. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, cây kim tiền được biết đến là một trong những cây phong thủy đại diện cho tài lộc, phú quý, mang lại may mắn hàng đầu. Nó có thể thu nạp vượng khí mang tiền tài đến cho gia chủ, khiến gia chủ ăn nên làm ra, tiền vàng đầy két. Tuy nhiên, không phải đặt cây kim tiền ở đâu cũng thu hút tài lộc, nếu lỡ đặt sai còn hao tài tốn của cho chính gia đình. Vậy những vị trí tuyệt mệnh tuyệt đối không đặt cây kim tiền là gì? Cần lưu ý gì khi ứng dụng phong thủy của loài cây này? Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Ý nghĩa và tác dụng của cây kim tiền. Ý nghĩa phong thủy của cây kim tiền đã được thể hiện rất rõ ràng thông qua tên gọi. Kim có nghĩa là phát tài, tiền có nghĩa là giàu sang phú quý. Vì vậy, kim tiền là cụm từ thể hiện sự phú quý, phát lộc tràn trề. Đặc biệt, quan niệm phong thủy tin rằng nếu cây kim tiền ra hoa thì tức là gia chủ sẽ càng ngày càng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thuận lợi, làm ăn phát tài, tiền bạc nhiều như nước. Trên lĩnh vực tinh thần, cây kim tiền có vẻ ngoài dẻo dai, sống được trong những điều kiện khác nhau, sẽ có tác dụng cổ vũ, động viên tinh thần cho chúng ta mỗi khi gặp khó khăn, mệt mỏi, khiến ta trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Tác dụng thực tế của cây kim tiền là loài cây với những phiến lá to, dày và căng mọng này có khả năng hấp thụ rất tốt bụi bẩn và các chất độc hại, giúp bầu không khí trong lành, khiến không gian xanh mát hơn. Đặt cây kim tiền có tác dụng giúp đôi mắt của bạn thư giãn sau khi làm việc với cường độ cao trên màn hình máy tính, giải tỏa bớt tâm trạng mệt mỏi, tiêu cực. Kiêng kỵ khi đặt cây kim tiền trong phong thủy. 1. Không đặt cây ở nơi thiếu nắng. Đặt ở nơi sáng sủa và nhiều nắng, cây kim tiền không chỉ phát triển mạnh mẽ, cành lá xanh tươi mà còn có tác dụng phong thủy tuyệt vời là hút tài lộc. Nếu đặt ở nơi thiếu sáng, không chỉ bất lợi cho sự phát triển của cây kim tiền mà còn dẫn đến khiến gia chủ mất vượng khí, tài lộc có thể tiêu tán, thậm chí mang điểm báo vận xui cực kỳ khó hóa giải. 2. Không đặt cây gần nhà vệ sinh. Cây kim tiền tốt nhất nên đặt sát tường để vừa có tác dụng tụ khí tụ tài. Không nên đặt đồ lặt vặt bên cạnh, không nên đặt cạnh nhà vệ sinh, sẽ ảnh hưởng đến cây mà còn mang vận đen đến cho gia chủ. 3. Không đặt vật sắc nhọn gần cây. Trong phong thủy, không nên đặt những vật có góc nhọn gần cây kim tiền. Việc này sẽ kìm hãm hút tài lộc của cây, khiến gia chủ và người thân không được sống yên bình, thường bị lôi kéo vào các cuộc tranh chấp, cãi vã không đáng có. 4. Tránh đặt cây đối diện cửa. Đặt cây kim tiền đối diện với cửa sẽ tạo ra sát khí, làm ảnh hưởng xấu đến năng lượng của căn nhà, tác động không tốt tới con đường tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. 5. Tuyệt đối không nên đặt kim tiền trong phòng ngủ. Nếu đặt cây kim tiền trong phòng ngủ sẽ gây sự thiếu hụt oxy vào buổi tối, rất có hại bởi kim tiền dương khí mạnh, làm mất cân bằng âm dương. Phòng ngủ cần trung hòa âm dương để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia chủ. Cây kim tiền nên đặt ở đâu thu hút tài lộc? 1. Cây kim tiền nên đặt ở những nơi có nhiều ánh sáng như ban công, cửa sổ. Vị trí đầu tiên thích hợp để đặt cây kim tiền đó là những nơi có nhiều ánh sáng như ban công hay cửa sổ. Cây kim tiền còn có tên gọi khác là cây kim phát tài, thuộc cây dễ chùm và sống lâu năm xanh tốt. Đặc điểm của cây kim tiền đó là thân to khỏe,
nên thích hợp làm cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên, để cây kim tiền sinh trưởng và phát triển tốt, bạn cần nắm được đặc điểm sinh trưởng của cây. Cây kim tiền thường được đặt trong phòng khách, phòng làm việc hay công sở. Để cây phát triển tốt, bạn nên đặt cây ở những nơi có nhiều ánh sáng. Nếu đặt trong phòng, thỉnh thoảng bạn nên mang cây ra phơi nắng 2 đến 3 lần trên tuần. Mỗi lần 4 đến 5 giờ sẽ giúp cây quang hợp tốt hơn và không bị sốc nhiệt. 2. Đặt cây kim tiền trong phòng khách. Một vị trí nữa bạn có thể đặt cây kim tiền đó là trong phòng khách. Phòng khách là vị trí trung tâm của mỗi gia đình, nơi mọi người nói chuyện và cũng là nơi tiếp khách của gia đình. Đây là vị trí phù hợp để đặt cây kim tiền bởi sẽ cải thiện được phong thủy trong gia đình của bạn. Trong số các loại cây cảnh thì cây kim tiền được coi là cây pháp. Chữ kim trong cây kim tiền có nghĩa là phú quý, có tác dụng chiêu tài lộc rất tốt. Vì vậy, đây cũng là cây được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng trong dịp khai trương cửa hàng, tặng đối tác trong dịp lễ hay ngày Tết. Điều tuyệt vời nhất khi trồng cây kim tiền đó là chúng ra hoa, đại diện cho sự may mắn nhất của phong thủy. Người ta quan niệm cây kim tiền nở hoa mang rất nhiều tài lộc và may mắn cho gia chủ. Trong phòng khách, nếu bạn muốn đặt cây kim tiền, nên đặt ở cung Đông Nam quẻ Tốn Mộc là cung tài lộc, hay cung phía Đông quẻ Trấn ngũ hành thuộc Mộc. Đối với sảnh nhà, có thể đặt cây này nhưng nên có bệ cao gần cửa ra vào. Đây là các hướng tốt nằm ở cung tài lộc. Do đó, vị trí đặt cây kim tiền ở trong văn phòng như trên sẽ kích thích cung tài lộc để mang đến nhiều tiền tài và may mắn cho gia chủ. 3. Đặt cây kim tiền trên bàn làm việc. Một vị trí nữa là bạn có thể đặt cây trên bàn làm việc. Bên cạnh ý nghĩa phong thủy thì cây kim tiền còn có tác dụng thanh lọc và làm sạch không khí. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi có hại như benzen, xylen sẽ được cây kim tiền hút hết. Đặc điểm của cây kim tiền đó là thân to, khỏe, dễ chăm sóc, không cần cầu kỳ. Vì vậy, bạn có thể đặt một chậu cây kim tiền trên bàn làm việc để thanh lọc không khí, có không gian làm việc trong lành và mang lại nhiều ý tưởng trong công việc nhé. Quý vị và các bạn thân mến, khi lựa chọn loại cây phong thủy cho không gian sống của mình, ngoài việc cây đẹp, cây giàu ý nghĩa thì còn phải giải đáp ứng được những tiêu chí cây hợp tuổi và mệnh của gia chủ. Việc chọn cây dựa trên phong thủy từ lâu đã được xem trọng. Chọn được những cây hợp tuổi hợp mệnh sẽ góp phần làm tăng vận khí giúp người chơi cây cảnh gặp được nhiều may mắn và tài lộc hơn trong cuộc sống. Vậy những ai nên trồng cây kim tiền, Phú Quý Tài Lộc sẽ giải mã ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Trồng cây kim tiền ở trong nhà luôn giữ cho gia đạo được bình an, phát tài, phát lộc. Đặc biệt hơn nữa, cây kim tiền được trồng bởi con giáp hợp tuổi, hợp mệnh, công năng trong phong thủy được tăng lên gấp vạn lần. Cây kim tiền hợp mệnh nào? Theo quan niệm về ngũ hành tương sinh, ý nghĩa trong phong thủy của cây kim tiền thích hợp với người mệnh kim và mệnh hỏa. Những người thuộc hai mệnh này thường có cá tính mạnh mẽ và sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống. Thế nên khi trưng các chậu cây kim tiền trong nhà và nơi làm việc sẽ đem đến cho người thuộc hai mệnh này nguồn năng lượng thuận lợi trải dài trên con đường công danh và sự nghiệp. Cây kim tiền hợp với tuổi nào nhất? Cây kim tiền hợp với tuổi Tý. Vì thế, người ta vẫn thường hay nói người tuổi Tý là thân chủ của loài cây quý. Những người tuổi Tý thường có tính cách rộng rãi, không thích tính toán chi li. Vì vậy, họ quản lý tiền không được tốt. Tuy vậy, họ lại không phải là người không có ý thức tích lũy tiền bạc hay tiết kiệm.
Trong các khoản đầu tư, họ không phải là những người kinh doanh giỏi hay để đánh mất cơ hội. Vì vậy, họ khá rụt rè, dẫn đến kinh tế không mấy phát triển. Vì vậy, đặt một chậu cây kim tiền trong nhà sẽ giúp người tuổi Tý gặt hái được nhiều may mắn, giúp tinh thần được tập trung minh mẫn và có thể nắm bắt cơ hội cho mình. Ngoài ra, người tuổi Tý nên trồng cây kim tiền vì nó làm cho tinh thần gia chủ luôn thoải mái, duy trì được ngọn lửa đam mê trong cuộc sống và công việc. Nhất là những người tuổi Tý thường dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài và nôn nóng trong mọi việc. Một chậu cây kim tiền với vẻ ngoài cứng rắn và mạnh mẽ sẽ là loài cây lưu giữ tiền bạc và vận may đến với người tuổi Tý, giúp họ củng cố được tiền tài và ổn định tài chính bền vững. Quý vị thân mến, Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay đã đem đến quý vị những nội dung chính sau. Những vị trí kiêng kỵ khi trồng cây kim tiền kẻo mất hết tài lộc. 1. Không đặt cây ở nơi thiếu nắng. 2. Không đặt cây gần nhà vệ sinh. 3. Không đặt các vật sắc nhọn gần cây. 4. Tránh đặt cây đối diện cửa. 5. Tuyệt đối không đặt cây kim tiền trong phòng ngủ. Thay vào đó, quý vị nên đặt cây ở những nơi như phòng khách, bàn làm việc, nơi nhiều ánh sáng như ban công, cửa sổ. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.